là nhiều, tình hình rất là căng. Con xin lạy mấy ông thần xa lộ, mấy ông thần nước ngoài, mấy ông thần đường cảng, mấy ông thần Trung Quốc phù hộ cho xe được qua lưu thông cho nhanh gọn để bỏ hàng được nhanh lẹ. Chứ anh em nằm mía quải quá, về đi chuyến xe về mà nằm mía hết tiền xài luôn thì ông thần ơi phù hộ cho anh em mau sớm được thông suốt nha. Chứ bây giờ gì đâu, gần 4.000 xe đậu ngoài Tân Thanh rồi, rồi ách tắc hết cái cửa khẩu rồi, đi về quay đầu về Hà Nội bán không được đó. Thì hôm nay xin lạy mấy ông thần nhẹ nhẹ tay bớt nha, để anh em chết, nông dân chết, mấy người nông dân bán thì không được, bị thương lái ép giá. Mít thì có mấy ngàn một ký à, mít mà người ta trồng mà bán có 2-3 ngàn một ký, chuối rồi sầu riêng rồi xoài này kia, nguyên một cái vườn của người ta đầu tư biết bao nhiêu là tiền của mồ hôi nước mắt của nông dân, là bây giờ đó xuất đi không được. Mấy ông thần làm sao coi nghiên cứu lại nha, sao vậy là không được đó, chơi không đẹp thì vậy là không đẹp rồi đó nha. Rồi, còn thắp nhang cái xe cái. Ngày mới thì Tuấn xin mến chào, tổng chào đại gia đình thân yêu ở trên kênh YouTube của Tuấn Container. Thì hôm nay Tuấn về Sài Gòn này cũng được 3-4 ngày rồi. Thì mấy ngày nay cũng đi được làm được nhiều việc, số việc. Nào là đi đi quay bán đồ lính nè, rồi đi qua thăm chị Ngọc tiệm sâm. Rồi hồi đó là chị em có hẹn nhau rồi qua nhờ chị sửa cho cái hình. Rồi nói chung cũng làm được nhiều việc từ bữa giờ. Rồi nói chung là tình hình dịch bệnh nó đi nó cũng chán lắm cả nhà. Giờ đi một tháng đi được có một tour mà nằm chờ đợi miết, chờ mong mỏi mòn, quải lắm. Thì bây giờ tình hình hôm nay cũng có một cái điều này cũng hơi buồn, sự thật là không muốn. Nhưng mà hôm nay Tuấn có lẽ là sẽ xin phép, tại vì lý do tình hình dịch bệnh và là xe nó đậu này, giờ nằm chờ lâu quá, thôi chắc có lẽ là Tuấn xin phép chia tay anh Liêm tại đây. Nhưng anh em vẫn còn gặp nhau trong những lúc khác, dịp khác. Thì nói chung là Tuấn cũng không muốn như vậy đâu, mà vì lý do dịch bệnh quá, giờ đi không được, giờ cứ đậu miết vậy. Rồi bây giờ đi ra đó tháng đi có một tour mà đi đâu có đủ chi phí đâu. Cái này nói thiệt. Bây giờ Tuấn ra sẵn đây Tuấn kể một cái câu chuyện này luôn. Ngày xưa khi mà Tuấn đi ra Móng Cái, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cách đây là cũng là 7 năm rồi. Tuấn hồi đó mới lấy bằng FC, đi với một ông anh kia thì ông cũng nói chung ông cũng nóng tính, cũng gọi là không được vui vẻ giống như Tuấn đối xử với những anh em như bây giờ đâu. Mình chạy mà không vừa lòng người ta là người ta, ví dụ mình đi cái số mà nó kêu cũng bị nói, mà mình gọi là nói chung mình sống mình phải nhìn sắc mặt người ta. Còn đối với Tuấn bây giờ sống làm sao để mà tạo cho anh em một cái sự thoải mái, tâm lý thật là thoải mái khi đến với mình, giống như là một gia đình vậy đó, không có tạo cho người ta cái áp lực. Thì thậm chí Tuấn đi ra tới ngoài đó Tuấn thấy không được là Tuấn bắt xe đò ngoài đó về luôn, Tuấn không chạy mà Tuấn lấy nửa tiền lương Tuấn bắt xe đò về, là mọi người hiểu rồi đúng không? Nhưng mà sau này anh em gặp lại vẫn lúc nào anh em vẫn chào nhau rất vui vẻ, ăn nhậu bình thường, nhờ có người ta nên mình mới cũng biết được cái này cái kia, chứ không mình không có quên cái ơn. Dù là giúp người ta giúp mình một, mình nhớ 10, chứ mình không có kiểu mà ăn cháo đá bát. Cuộc sống thì lên voi xuống chó, nay đây mai đó, đâu có ai lường trước được điều gì đâu, đúng không? Thật sự là rất là buồn khi hôm nay phải nói lời chia tay anh Liêm tại đây. Nhưng khi chia tay anh Liêm, Tuấn đã sắp xếp cho anh Liêm rất là ổn thỏa, giới thiệu cho anh đại soái Trần Đại Nghĩa, giới thiệu cho anh Liêm vô đó nhận xe chạy bài bản đâu đó rồi Tuấn mới chia tay êm đẹp. Cũng giống như anh Đô Nam Chum, khi trước khi chia tay anh Đô Nam Chum, Tuấn cũng sắp xếp cho anh Đô Nam Chum có xe chạy, Tuấn mới nghĩ mới chia tay, rất là êm đẹp. Đô Nam Chum lâu lâu anh em vẫn gọi điện hỏi thăm liên lạc, rất vui vẻ đúng không cả nhà?
Thì đó, tình hình là nó như vậy đó cả nhà. Bây giờ anh cứ sợ anh gie không được. Mày có ai mà sinh ra mà biết biết gie liền đâu đúng không mọi người? Thì đang chạy xe khách thì nó quen xe khách. Giống như ai cũng vậy thôi, hồi xưa mình chưa từng lên thì ai cũng vậy thôi, nó phải va vấp rồi phải phải va quẹt va chạm chứ làm sao mà không ấy được. Nói thiệt chứ ví dụ như vô mấy chỗ khó, mình mới đầu mình không biết đi. Mình không biết là mình phải đi là nhiều khi không phải nói giờ nó dốc luôn, mình chính mình, chính bản thân mình vô mấy chỗ cái góc hẹp đó, tôi ve mẹ cả nửa ngày còn chưa vô nữa. Tôi sao luôn, nhảy lên nhảy xuống, coi lên coi xuống. Thì từ từ mình tự mình ra, mình tự một mình cảm nhận được. Rồi từ từ mình sẽ quen hết. Chứ còn mình người ta chỉ cho mình một cái cơ bản ở đó thôi chứ không thể nào dìu dắt mình giống như một đứa con nít được. Mình phải tự ra, tự đứng ra, tự lập, rồi từ nó sẽ quen. Đúng không cả nhà? Còn cả nhà thấy cái mình nói cái này đúng không thì cho mình một ý kiến. Mình tự động, mình chủ động ra đi, lăn lộn đi rồi mình nhận đi. Rồi mình sẽ tự khôn ra thôi. Tự ấy thôi. Chứ cái nghề này có hay gì đâu, có giàu có gì đâu mà ghê gớm đâu mà phải đòi hỏi phải trình độ đầu óc cao siêu đâu. Cũng chỉ là lái xe kiếm sống qua ngày thôi chứ đâu phải đòi hỏi giống như ngồi trong cái bàn máy tính đầu óc tính toán từng gram từng ly kiếm ngày đôi 3 tỷ thì người ta phải đòi hỏi cái sự trình độ chứ. Còn cái này có gì đâu, mình cứ ra đi, lăn xả ra đi, đừng có ngại là được thôi, gì đâu đó. Thì tí nữa Liêm sẽ lên thì anh em sẽ tâm sự một xíu rồi anh lấy đồ về rồi mời mọi người cùng đón xem. Anh Trần Đại Nghĩa đang điện cho anh Liêm để sắp xếp đưa anh Liêm qua bên công ty anh Trần Đại Nghĩa chạy á cả nhà. Đây là bia của nhóc Bi mua bữa vẫn còn nè, bữa mua nguyên thùng. Giờ còn cái hộp điều này của nhóc Bi đem qua luôn nè cả nhà. Đó. Bia còn còn cũng được hơn chục lon, qua vũ cũng còn hơn chục lon á. Giờ anh em ngồi tâm sự xíu ha, anh em mình người làm lon bia đi cho vui. Làm lon con cọp. Uống lon con cọp này nhớ nhóc Bi nha, nhớ nhóc Bi cần guộc nha. Nghĩa đang hiện tại đang chạy bên Quang Châu anh Thảo. Dạ em đang ở Sài Gòn, được sự em được anh nhờ anh Nghĩa qua sự giới thiệu của anh Nghĩa thì em được biết anh Thảo. Dạ. Dạ, em cảm ơn trước à. Dạ em dạ có khoảng cách đầu giờ anh Thảo à. Dạ em đang thu xếp bên đây cái dạ. Dạ em cảm ơn anh Thảo. Dạ anh Trần Đại Nghĩa cho anh số rồi đó ha. Số nó gửi đây Là qua đem hồ sơ qua đúng không? Là nhận xe luôn sao? nè. Quan hồ sơ đạt thì Đơn giản, hồ sơ nếu hồ sơ của anh thì kinh nghiệm mấy chục năm rồi mà. Hồ sơ anh là người ta nhận liền à. lái anh này so không có dấu cái dấu nào mà 1 2 năm á, có dấu bằng lái từ trên xuống dưới không có dấu nào thuộc 1 2 năm đó. Ít nhất là 7 năm dấu là cái dấu cuối cùng mới lên cuối cùng ở dưới Rồi hôm nay anh em mình thôi làm lon bia đi. Chia tay. Rồi có dịp anh em gặp nhau dài dài mai mốt còn quay đồ lính rồi này kia nữa, còn dài dài mà. Gặp nhau dài dài mai mốt nhận xe anh còn phải đào tạo đệ tử nữa nha. Anh em lên em quay anh review anh chạy xe mới như thế nào nữa đó. Hôm nay nói chung là tình hình nó cũng khá là căng thẳng rồi cả nhà. Hiện tại giờ bên Trung Quốc nó đang ngưng nhập hàng, rất là căng thẳng. Cái xe nhà ở chủ xe của Tuấn luôn nè. Hôm bữa đúng ra Tuấn về là Tuấn sẽ đi bốc Thanh Long liền rồi đi Hải Phòng đó. Nhưng mà bây giờ tình hình hiện tại giờ đi ra đó thì rất là căng thẳng. Xe đó giờ ra đây nằm cũng cả tuần rồi mà chưa bỏ được hàng nữa. Cho nên là tạm ngưng lại nên là không đi được. Bây giờ có thể Tuấn sẽ đi về nhà chơi mấy bữa quá cả nhà ơi. Thì hôm nay Tuấn có dàn xếp cho anh Liêm hết rồi. Liêm thì cũng giới thiệu cho anh Liêm gặp anh Trần Đại Nghĩa. Thì hôm nay anh Liêm anh cũng có đôi lời tâm sự với đại gia đình.
có những dòng tâm sự để chia sẻ. Nhưng mà nếu mà ai mà xem qua được thì hiểu và thông cảm cho mình. Nói là thực tế như vậy, tình hình bây giờ này là nó đang căng thẳng, là như là hàng hóa Trung Quốc nó không có nhập nữa. Có cho một chiếc xe nhà như Tuấn đã vừa nói qua. Đại khái như Tuấn vừa đã nói qua, những lời Tuấn vừa nói qua đã nói rồi mình không nói lại nữa. Cho nên để tiếp tục thì không tiếp tục được. Nhưng mà để chờ đợi thì cũng không có chờ đợi được. Chờ thì biết bao giờ. Chờ, ví dụ mình chờ cũng được, nhưng mà nó phải có, ít nhất là nó phải có cái thời gian, cái mốc là chờ 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày, mốc có một cái con số nhất định thì mình mới ngồi mình chờ được. Chứ mình chờ mãi, chờ hoài, chờ biết bao giờ. Cho nên thì hai anh em ở đây không có thể chờ được. Hai anh em mình không có chờ được thì nói chung là tạm chia tay. Căng thẳng vậy, hút thuốc kéo nghiêu ngao mà nhìn giống như mấy đó. Mình thì mình hút thuốc nhiều, mình nó quen à, hôm qua hút hơi nhiều á, chiều coi như nó cái mấy giờ ta cũng khoảng có 4 giờ khui đài hói mà gói mày có trong vòng bốn coi tới có bốn năm tiếng hết luôn. Nó không có đi có mình nhìn cảm thấy, mình nhìn nhận cảm thấy nó không có theo ý muốn mình, là theo ý muốn mình là như cái gì, nó phải bảo mà công việc nào nó phải bảo đảm cái cuộc sống cho mình. Tuy rằng không dám nói tới cái sự giàu có hay là gì, nhưng mà phải ít nhất là phải bảo đảm cái cuộc sống cho mình thì mình mới tiếp tục được. Chứ giờ mình đeo đuổi, cho dù mình đeo đuổi một cái ta đam mê, nhưng mà cái đam mê đó nó không mang lại hạnh phúc, nó không mang lại cái cuộc sống cho mình thì mình phải đi. Có những người cái mình có cái, nhưng có cái mình đi mình chạy xe thì mình có cái bằng được FC, hoặc là người ta chạy xe khách nó có dấu ơ, xe tải nặng là dấu C, còn xe con nó là dấu B2. Đôi lúc là có những người con người như thế, ta yêu nghề mà yêu nghề mến nghiệp á, nhưng mà khi ta làm một cái thời lại một cái thời gian, nó thấy cái nghề cái công việc nó không phát triển, nó không đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình, và nó không có thu nhập để mình trang trải cuộc sống gia đình, thì ta cũng phải bỏ ta đi làm công việc khác. Hoặc là những có những người ta có những tấm bằng đại học, bằng cho cao học, nói chung là bằng cao cấp hơn, mà bà ta cái những cái bằng đó là ta phải học biết bao nhiêu năm á để ta có được. Nhưng mà đôi lúc ta học rồi ta ra ta làm một thời gian thôi, ta thấy nó không phù hợp, ta bỏ ra ta làm một công việc khác, ta làm lại từ đầu một công việc khác, thì ai cũng vậy, nghề nào nó cũng vậy thôi. Mình yêu nó mà nó phải yêu mình, nhưng mà đây không phải là nó không yêu mình, nhưng mà do những cái tình hình dịch bệnh bên ngoài hiện tại mọi người cũng thấy. Thì cái thứ nhất, với lại tình hình đại khái là nó liên quan tới với vấn đề Trung Quốc không dùm ngàn, nó liên quan tới vấn đề chính trị quốc gia, mình không nói sâu hơn được, mình nói chỉ nói vậy thôi. Bây giờ Trung Quốc nó không nhập hàng nữa thì mình đâu có biết tại sao nó không nhập hàng, đó là cái lý do riêng của đất nước người ta, mình không can thiệp được, với phải là mình một người dân bình thường, mình chỉ nghĩ một câu một đơn giản là mình nghĩ chưa chắc thì mình đã nghĩ đúng. Khi mình không chưa chắc mình đã nghĩ đúng thì mình không bao giờ mình dám phát biểu. Thì đại khái là mình chỉ nói như thế thôi. Cho nên những cái hình cái câu chuyện vừa mình vừa kể đây, nó cũng có liên một số nó liên quan đến công việc hiện tại, là hai anh em tụi tôi đang đi trên cái xe này. Thì như vậy thì tụi tôi không có thể mà coi như là tiếp tục được. Chờ lâu quá không biết chừng nào, để bây giờ Tuấn nó về nó có công việc. Thứ nhất. Cái thứ hai là mình về mình cũng phải tìm cái hướng khác, về cái hướng khác để mình đi kiếm cái đường khác nó hay hơn, nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà sống thì mình thấy cái nào hay hơn mà cái nào tốt hơn là mình phải đi thôi, kể cả trên đời cũng vậy thôi.
Có những cái mình muốn giữ lấy nhưng mà mình không giữ được. Chị Phúc giữ à? Căng thẳng quá. Cứ nói thật lòng đi, gì đâu. Nói cho cả nhà cùng mình cứ nói lên sự thật, gì thật nhất là chính xác nhất. Thẳng thà thẳng một tàu mà đau lòng gỗ. Thì qua một thời gian đi với em thì anh có cảm nhận điều gì thì anh cứ nói cho cả nhà biết. À, mà thấy anh rơi lệ rồi. Đầu lơ lệ rồi. Mạnh mẽ dữ vậy mà cũng khóc nhau. Không, không phải, đôi lúc là con người mình mạnh mẽ đây thiệt. Mình không bao giờ mình xúc động bất cứ chuyện gì, như trong công việc mình không có ngại, không có xúc động. Nhưng mà con người mình á, khi để mình nói bằng những cái lời chân thành, mà những người lời mình nói thiệt á, đó là mình phải có một cái sự, nói chung là nó hơi buồn. Không phải là buồn, buồn là không phải là mình không được đi nữa mình buồn, không phải điều đó. Hay là mình buồn không có tiền, mình không có tiền cũng không bao giờ mình xúc động. Mình không mong có công ăn việc làm, mình cũng không bao giờ mình xúc động. Không có dịp phong bao giờ. Mấy cái đó vấn đề đó không liên quan mấy người. Miếng bia đi cho mạnh mẽ nè, miếng bia đi nói tiếp nè, vô. Rồi nói tiếp. Hay là người ta đánh bên mình cũng không bao giờ mình xúc động, mà nó không chạy, mình không bao giờ mình chạy. Hồi xưa nhớ xâm rồi đâm nách đâm đồ bít cười luôn cũng không khóc, rồi đi lăn lộn giang hồ đủ thứ cũng không rơi lệ, sao giờ rơi lệ là sao? Nói chung là mấy cái vấn đề đó đó mình không bao giờ mình rơi lệ. Rồi lát hết người luôn cũng không sao. Bình thí dụ mình bị ta đánh bại đầu, nhưng mà cũng không giờ mình rơi lệ, mình không có tiền cũng không rơi lệ, mình không có việc làm mình cũng không bao giờ mình xúc động. Cái máy đó không có bao giờ mình xúc động. Hay là mình đánh mất một cái gì đó, mình mất cái gì đó, ví dụ mình mất một cái điện thoại mà mình quý nhất hay món đồ quý nhất trên đời của mình cũng không xúc động, mình chỉ có buồn thôi, mình buồn. Nếu mà nó một cái món đồ mà mình quý nhất á, mà nếu như mình bị mất á, đánh mất đi á, thì mình cũng có buồn, nhưng mình buồn hơi bị lâu. Nhưng mà thôi, chứ không bao giờ mình xúc động. Mà tuy rằng bên ngoài bên người mình nó cứng rắn á, lạnh lùng. Anh em trao trong cái cuộc mà chia tay này á, mình á Tuấn hỏi tại sao mình xúc động. Thì mình cũng có nói hồi nãy rồi là mình muốn giải thích cho tại sao mình xúc động. Mà tại sao mình người ta đánh mình không sợ, mà mình không có việc mình cũng không khóc, mà mình không có tiền mình cũng không khóc, không xúc động. Mà mình mất của mình cũng không xúc động, mà tại sao nói chuyện này mình xúc động? Đâu ai đánh đấm mình đâu. Không ai đánh đấm mình đâu hết, mình xúc động. Là nó như vậy. Rồi cái cô đó, cái cô mà đi Lào đó, mình kể với mọi người nghe là có ngồi có nói là anh mặt anh nó lạnh lùng, đúng mặt mình lạnh lùng, nhưng mà anh sống rất tình cảm. Là mình không có hỏi nha, tự người ta nói là mình là khuôn mặt, nhìn khuôn mặt rất là lùng, nhưng mà mình sống rất tình cảm. Thì mình mới giải thích là tại sao mình xúc động. Nói chung là mình chia tay thì mình có một cái thời gian gắn bó với nhau, là gắn bó với Tuấn. Đây là mình sang, là mình có thời gian gắn bó với Tuấn, mà chính xác gọi hơn là Tuấn là người bạn đồng hành với mình, hai người bạn đồng hành. Thì sau cái cuộc đi một cái chuyến xe chung, ít không ít mà nhiều thì cũng không nhiều, đại khái là nó cũng có đủ thời gian để cho mình nhận xét một con người, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, với lại mình sống trong cuộc sống mình cũng có va chạm nhiều, mình có được tầm nhìn để mình nhận nhận con người ta, ít nhất là nó không phải là nhiều,
tiếp xúc nhau biết nhau thì trước thì nhiều rồi, nhưng mà để đi chung, để đi chung, đi chung đồng hành với mình. Một khi đi chung đồng hành với mình là nó sẽ có cái sự va chạm, mà trong cái sự va chạm đó thì nó có va chạm mà nóng nảy ha, thì nó đưa đến cái sự bộc phát, mà người để mình coi người ta bộc phát như thế nào á, nó mới là một điều quan trọng. Hay là lúc mình đi chung nhau có cái sự va chạm khó chịu mà để coi người ta thể hiện như thế nào, đó là một điều quan trọng. Nhưng mà mình nói với mọi người cùng nghe là không có gì hết. Thí dụ có mỗi những sự va chạm hay là cái này cái nọ, nhưng mà cái xử lý của người bạn đồng hành mình rất rất tốt, không có gì xảy ra, không có một cái vấn đề gì mà để xảy ra hết. Cho nên khi mình biết là cái công việc hay là cái cuộc sống hay là cái cuộc vui nào nó cũng phải có lúc kết thúc. Rồi nó nói là cơn mưa nào cũng tạnh mà cuộc vui nào cũng tàn, đều có phải, đức như là câu chuyện gì hay có bất cứ một công việc gì, nó đều có phải có lúc kết thúc hết. Chứ nó không như vậy, phải mãi như vậy. Mình gắn bó với nhau bao nhiêu năm thì cũng đúng lúc mà phải rời xa nhau. Mỗi người có một cái chí hướng khác nhau, công việc khác nhau. Mà chính vì á, qua bao nhiêu ngày mà mình nói là ít á, thì nó không ít, mà nhiều nó không nhiều, 20 ngày, hơn 20 ngày để hành trình mình khuyến xe, do tình hình cửa khẩu Phú Nghị nó kẹt vừa rồi thì xe cắt, mọi người xem trên mạng chắc các người cũng biết, nên mình không thể nói thêm vấn đề đó nữa. Là đủ để thời gian mình nhận xét là cái thứ nhất, với những va chạm mà nhẹ nhẹ trên đường, anh ấy có cái sự giải quyết, nói chung là không có gì để cho mình buồn. Đôi lúc mình người ta nói nhưng mà mình phải thử chứ, mình cũng có cái thử của mình, nhưng mà cái thử riêng của mình chỉ mình biết thôi. Nhưng mà mình thử người ta xong rồi mình nhận xét lại để mình đúc kết và mình ra một cái kết luận là người đó có được hay không, người đó có tốt hay không, người đó làm có đúng như lời nói người ta không. Nhưng mà mình không cần nói ra với mọi người cùng nghe, nhưng mà mình muốn để cho mọi người tự hiểu. Nếu mà anh ấy mà không đúng với mình thì chắc hôm nay mình không còn ngồi đây, mình đã đi, mình đã xuống nhà lâu rồi, hay là mình không gặp người đó nữa, mình cũng ra đi cũng nhẹ nhàng thôi, mình cũng ra đi nhẹ nhàng, mình không để cho người ta biết đâu, nhưng mà mình sẽ không gặp người ta nữa. Là nói chung là anh ấy là rất tốt, anh ấy rất tốt. Nếu mà người dân á mà không chung dòng máu, mà dù đi và dù gì đi nữa, ta giúp được mình, ta không có, không, trên đời này không ai giúp cho mình làm giàu, không ai giúp cho mình làm giàu được hết á. Ta chỉ giúp cho mình cái ngặt thôi, chứ mình cái ngặt thôi, chứ mình không có giúp cho mình làm giàu được. Là lúc người mình ngặt, mình khó khăn á, là người ta giúp cho mình, giúp cho mình cái gì, cái công ăn việc làm, hay là cái cần câu cơm. Cái giờ là đại khái cái cần thì Liêm có rồi, nhưng mà cái mồi Liêm chưa có, mồi để câu cá Liêm chưa có. Thì bây giờ là anh giúp cho mình cái mồi, tạo cho mình một cái hướng đi về bên cái lĩnh vực xe này, là cái xe đầu kéo. Chứ không ai giúp cho mình làm giàu được hết, không ai giúp được. Mà qua cái sự nhận xét của chính bản thân mình cảm nhận được là mình cũng nói rồi, là anh ấy rất tốt, ok, nói chung là không có gì cho mình buồn. Mà cũng chính vì cái lý do đó đó, cũng chính vì cái lý do đó mình mới có cái sự xúc động. Đó là mình nói thiệt. Còn nếu như mà mình đi với anh đó, anh này mà anh đuổi mình xuống dọc đường, mình không bao giờ mình xúc động. Mình phải quay ngược lại, mình cảm ơn anh đó là anh đã dạy cho tôi một bài học. Đó là cái lý do mà tại sao mọi người thấy thấy mình là coi như là mình xúc động, không phải là mình diễn. Mình không bao giờ mình diễn được chuyện đó, làm được cái chuyện đó hết. Mình không bao giờ mình làm được. Mà không phải ai
bất cứ ai mà sống với mình, tuy là ít hay không nhiều, nhiều hay là ít hay là như thế nào, đã có thời gian sống với nhau nó ít hay là nhiều nó không quan trọng, nhưng mà đại khái có thời gian, đã có thời gian gắn bó đồng hành với mình rồi thì lúc nào mình cũng có tình cảm, kể cả là phụ nữ, phụ nữ hoặc là người thanh niên, chừng điếu thuốc nó cháy tay kìa, không tàn rồi kìa, hay là người thanh niên, nói chung là đại khái á là quen biết cũng nhiều á chứ không phải ít đâu, nhưng mà ta nói quen biết thì ít nhưng mà kỷ niệm thì nhiều, thì cái mới những cái câu chuyện mình vừa nói các bạn, mà mình nhận xét các bạn, nhận xét bản thân, bản chất của con người của anh Tuấn đây, và các bạn cũng đã nghe mình nói rồi, thì với những cái lý do đó nó mới làm cho mình đó kiểu là mình xúc động. Xúc động là cái, là xúc động cái gì, xúc động là cái tình cảm của một người, của một người ấy, anh ấy đã dành cho mình. Và là với lại một gọi là một, có thêm một cái sự gọi là tiếc nuối, không phải là mình tiếc cái gì, mình biết là nó cũng có lúc nó kết thúc thôi, khi mà mình đã trưởng thành đó, trong cái nghề gọi mình lớn rồi, nhưng mà tạm thời mình nói là trưởng thành, chẳng là trưởng thành là trong đó, vấn đề xe này thì mình cũng sẽ đi thôi, chứ mình đâu có thể mình đi theo anh hoài được, mình nhận riêng một chiếc để mình đi chứ mình đâu có đi chung anh được, nhưng mà mình thấy là mình tiếc nuối đó, là tiếc nuối vấn đề nó quá sớm, mà nó quá sớm là cái thứ nhất, cái lại với lại cái kết thúc á nó không có hậu, không có hậu là không có hậu cái gì, không có hậu là cái công việc nó không có hậu, cái công việc nó không có hậu chứ không phải là con người không có hậu, cái không có hậu đây là nó không phải nó liên quan đến với anh Tuấn, mà đại khái là nó không có hậu là do công việc đó, cái hoàn cảnh đó, bên ngoài nó tạo ra cho cái công việc đó, cái cuộc hành trình nó không hậu, nhưng mình không có thích là như là đến vội vàng và ra, đến cũng vội vàng mà ra đi cũng vội vã, không thì mình cảm giác là nó không hậu, mà nói chung là mình bị người ta đánh hay là mình bị ta thế này thế nọ, mình cũng không có xúc động, mình xúc động đó là cảm giác là mình tiếc nuối, chứ con người mình nó con người, tại có những con người thì người ta không xúc động, nhưng mà con người mình nó sống tình cảm, mà nói thật đây là không phải là mình diễn, mà khi một khi để cho mình nói hết cái lòng mình á, và nói về chuyện tình cảm mà để cho mình nói hết cái lòng mình á, tuy nhìn mình thì nó mạnh mẽ đó, nhưng mà mình trong cái phần mà tình cảm á, mình không có mạnh, mình không có mạnh mẽ. Tại khi nếu mà mình xác định á, cái người đó nó không là cái gì của mình hết á, thì là mình bình thường. Okay. Những cái lời nói nhưng mà những mình đã xác định cái người đó là gì của mình coi người đó là trong mắt mình á, mình coi người đó là gì của mình á, đã là cái gì của mình rồi á, thì nó không bình thường nữa, thì mình mới có cái sự xúc động. Xúc động đây là xúc động cái tình cảm của anh ấy đã dành cho mình. Em cảm ơn anh, nói chung là không phải riêng gì anh, nếu như ai đi với em thì em cũng đều đối xử như vậy thôi, chứ không phải là riêng gì anh. Nhưng mà qua những cái lần tiếp xúc á, không phải thì mình tiếp xúc với Tuấn rồi, mình tiếp xúc những người biết Tuấn, là đại khái ngày hôm qua mình có tiếp xúc một cái anh Bình, là cái anh Bình đó hồi xưa là anh Tuấn anh chạy xe tải cho anh Bình, thì mới đầu thì anh Tuấn anh vô đây thì anh quê Đồng Nai, mà với là anh cũng còn nhỏ, nếu mà so cái thời đó thì anh chừng hai mấy tuổi chứ không nhiều, nếu mình nhầm cái khoảng đó, anh vô đời đây thì nói chung là xứ lạ quê người, rồi môi trường thành phố Hồ Chí Minh là anh cũng chưa thích được hợp, người ta còn nhỏ mà mới hai mươi mấy tuổi cũng đâu có đủ lớn, với lại nghề nghiệp lúc đó là cũng mới ra nghề thì cũng ai giỏi hết, bản thân mình cũng vậy đó, mới ra làm sao bằng cái người nó ra lâu năm được, thì anh qua anh chạy xe tải với anh Bình áo lính nhận đó. Vô tình hôm qua em đăng anh lên Facebook là có ổng gọi cho anh đặt áo lính không? Vô tình là vậy. Được áo lính 9 triệu không? Thì á, mình mới gặp gỡ anh Bình, mình tiếp xúc anh Bình, không phải là anh Bình đã nói là thằng Tuấn nó xấu, anh Tuấn là thằng Tuấn rất là tốt, nó ngoan, cho nên anh mới nhận nó làm đệ anh, thì thằng Tuấn nó là đệ anh Bình thì đúng rồi, thằng Tuấn nó nhỏ anh Bình tới mười mấy tuổi, nó anh làm đệ là đúng rồi chứ không, đâu làm anh được, làm em là đúng chứ đâu làm anh được, nhưng mà anh cũng chưa hề nghe bất cứ một cái lời nào mà anh Bình than về thằng Tuấn là tính như thế này, tính như anh Bình đều chỉ có khen thôi, chỉ khen
chứ anh Bình không có chê. Anh Bình nó lúc đó thằng Tuấn nó vào và vào ngày Sài Gòn nó còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì cái đó đúng thôi, bình thường có người ta ở Đồng Nai, ta ở nơi quê, người ta mới vô nghề thì ta ngơ ngáo ngáo là chuyện đúng, cái đó không phải là cái tật xấu của người ta. Nhưng đó là người ta chưa thích nghi được cái cuộc sống ở thành phố thôi. Còn vấn đề còn cái bản tánh người ta rất tốt. Anh Bình nói rằng thằng Tuấn nó sống rất là chuẩn, nó sống rất tốt nên anh tôi mới nhận nó làm đệ. Ông cũng còn phải xác nhận là như vậy. Tôi như là như nếu mà nó sống đẻo, nó sống mất dạy, tôi không có nhận nó làm đệ đâu. Mà ngày nay tôi không còn số điện thoại nó đâu, tôi không có nhắc tới nó làm gì. Thì mình nghe một cái lời nhận xét của một cái người là người mình mới biết, mà người đó thì lại biết Tuấn lâu rồi, và một số những người khác nữa, thì mình cũng chưa hề nghe ai nói về thằng Tuấn nó xấu hay là nó thế này để đó. Thì qua cái lời mình nói mình nhận xét, thí dụ anh Bình anh nói rồi cái anh Tèo ở đây anh nói, rồi một cái người nữa nói, không lẽ ba người ta nói sao nói xạo hết. Mình thấy lấy ba người, mình biết được gặp được ba người thì ba người đều nói như vậy hết. Mà những người kia là những người có địa vị trong xã hội và giàu có trong xã hội, cũng không phải nhờ anh Tuấn giúp điều gì hết, người ta không cần, tại vì người ta quá đủ và dư rồi. Nhưng mà đòi là, nhưng mà những lời nhận xét đó là những lời nói thật, là người ta đều khen anh Tuấn hết. Thì sau khi mình nghe những người nói như vậy, mình mới nhậm lại trong đầu mình suy nghĩ, mình đối chiếu thì đúng, mình cũng chưa bao giờ mình thấy Tuấn cái gì mình làm không đúng. Nói chung là sau này mình không có đi nữa, nhưng mà mình vẫn là anh em. Còn nếu mà mấy anh nào á mà coi cái clip của trên mạng của anh Tuấn mà muốn đi theo học nghề với anh Tuấn á, thì mình khuyên là nên đi. Nói chung là anh này cũng dễ chịu, không biết thì hỏi. Mà ở trên câu người ta nói không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học mà. Không biết thì học mà muốn phải học thôi, muốn giỏi phải học. Không biết thì mình hỏi, mình không biết thì mình cứ quyền mình hỏi. Nói chung là anh này trầm. Tuấn này nè, tánh nó rất là trầm. Cho là nó trầm hơn mình á. Mình nóng tánh hơn nó nhiều á. Tánh nó là trầm từ cái cách mà anh chạy xe đầu kéo, anh chạy cũng trầm. Mà kể cả anh chạy cái xe Honda đi, trên đường anh chạy cũng rất là trầm. Mình không có làm được việc đó. Tại mình là mình dân xe khách, mình không có chạy như này, chậm như vậy được. Chạy chậm như vậy nó không có kịp giờ. Còn cái xe này thoải mái là anh chạy như vậy. Nhưng mà cũng không phải anh chạy như vậy. Nhưng mà thực tế là cái tánh anh chạy như vậy. Giờ kêu anh chạy hơn anh chạy cũng không được. Anh chạy hơn anh chạy không được, đó là cái bản năng và cái tánh của người ta. Tánh anh Tuấn rất là chậm, không bao giờ chửi thề. Anh Tuấn là tánh anh chậm nè. Từ cái nết mà chạy xe đầu kéo cho nó cái nết chạy xe Honda là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tánh anh Tuấn rất là chậm. Cái thứ ba là không có chửi tục. Mà cái thứ tư đó là nghiêm túc trong cuộc sống. Nhưng mà nói cho nó ngắn gọn là cái mẫu người của anh Tuấn là cái mẫu người của xã hội. Sống vì xã hội. Anh Tuấn là mẫu người của xã hội, sống vì xã hội. Là sao? Là anh hay lo chuyện xã hội á. Anh là sao? Anh lo cho những người mà anh không biết gì anh cũng lo. Không biết anh người đó là ai, như thế nào anh cũng vẫn lo được. Không cần là anh phải biết là cái người đó quen anh hay thân hay là có tình cảm hay làm sao rồi anh mới lo. Anh không có cần biết là người đó là ai. Nhưng mà mình nói thiệt với mọi người á, chưa bao giờ mình nói chuyện với ai á mà mình xúc động như vậy. Một là con mình, là người trong nhà. Còn hai á, ngoài đường á, là có anh Tuấn là người thứ hai. Nói về bạn bè anh em đàn ông, không phải là mình chơi BD, nhưng mà cái tình cảm. Chứ mình là đàn ông thật sự, mà anh Tuấn nó cũng là một thằng đàn ông thật sự. Mình với nó là hai người anh em đàn ông thật sự, mà cái tình cảm bằng cái tình cảm anh em xã hội. Mà chỉ có hai người là con, mình là một, là mình có sự xúc động với nó. Mà hai nữa là bạn bè anh em ngoài đường, là có đúng Tuấn. Mà đây cũng là lần đầu tiên. Chứ còn ngoài ra có chuyện gì mình không có bao giờ làm cho mình xúc động lắm. Đôi lúc con người ta cứng rắn, nhưng mà cái tình cảm ta nhiều thì ta mới có xúc động. Đó, nó là, nói chung là mình giải thích tại sao mình vậy. Chứ không phải là mình thấy nó là mình mạnh mẽ, mình hùng hộ là mình không xúc động. Mình mạnh cái này nhưng mình sẽ yếu cái khác. Mình mạnh thì mạnh cái khác này, nhưng mình có cái khác mình để sẽ yếu. Em ghi nhận những gì anh rất là lời nói của anh rất là chân thành. Thì em cũng xin ngắt lời anh một cái này. Nãy anh có nói về em là người xã hội, em không dám nói em là người xã hội.
Em giờ em ngắt anh một câu này nha, em xin em được nói trong vòng 30 giây thôi. Tức là những gì của xã hội thì em đều làm được, nhưng mà em trước khi lo cho việc xã hội thì em lo cho gia đình em đâu ra đó hết rồi. Gia đình em đâu ra đó rõ ràng, chu toàn hết rồi thì em mới lo việc xã hội. Đó là em ngắt lời anh cái đó 30 giây. Đó. Em là như vậy đó. Trước khi lo việc xã hội là em lo việc gia đình em đâu đó ra đó hết rồi, em mới ra ngoài xã hội. Thì nãy giờ gia đình em chưa đâu đâu thì em cũng không dám. Thì nãy giờ mình nói cũng dài rồi, nhưng mà mình đúc kết một câu câu ngắn gọn cuối cùng. Nếu mà thằng Tuấn mà nó mất dạy đi, hay là nó đẻo đi, nó sống không đúng đi, thì ngày hôm nay mình không bao giờ mình ngồi lại đây để mình nói chuyện với Tuấn như vậy. Và cũng không bao giờ mình có một cái cảm xúc như vậy. Đó là sự thật, không bao giờ. Nếu mà một người mà sống không đúng với mình thì không bao giờ đâu. Mình lại có cái thái độ khác, mình có một cái thái độ khác, một cái hành động khác, nhưng mà cũng là nhẹ nhàng, nhưng mà ta không biết. Mình không vui người ta cũng không biết. Không biết, nhưng mà mình lại không có bộc lộ vậy. Cái này không phải là nói thật nha mọi người. Rồi, rồi chia tay có kỷ niệm gì không? Có chứ, để sẵn rồi, nhưng mà đợi nói thêm một hai câu nữa rồi gửi. Đây là có cái, nói chung là mình không có cái gì mà nói chung là đẹp hết á. Nơi cái này thì tại thấy anh Tuấn nó hay đi quay á, rồi anh có cái giỏ mà nó nhỏ quá, mình thấy cái giỏ mình nó phù hợp cho trong cái công việc của anh á, thì thôi mình gửi tặng cái giỏ này. Thứ nhất á, để làm kỷ niệm. Cái thứ hai để làm cái phương tiện để đựng đồ cho anh Tuấn nó đi quay những cái clip tiếp theo. Rồi, em cảm ơn anh. Đây là cái giỏ anh Liêm tặng cho Tuấn nha. Tuấn đi quay YouTube rồi cũng đeo cái giỏ này nè. Giỏ này là giỏ cũng chất lượng á, hàng này hàng xịn á. Nói chung cũng đã qua sử dụng, mình sử dụng một thời gian rồi, nhưng mà không có tiện đi mua. Không phải là em không có tiền mua, nhưng mà đúng, không có chưa tiện mua cái khác. Anh nó vội vã quá. Kể cả nó cũ nát em cũng lấy nữa. Chứ không phải là em không có 1 2 triệu để mua cái này anh hiểu không? Giờ em mua được đó, nhưng cái này em sử dụng mãi mãi để làm kỷ niệm. Ok. Rồi. Cảm ơn anh. Năm qua. Rồi đó. Anh qua bên chỗ anh Đại Nghĩa. Đại xóa cho ngài Nghĩa nhiều may mắn nha. Ok. Rồi, rồi chào mọi người cái rồi qua đó rồi nhận xe ok. Chào rồi. Mọi người nha. Rồi anh em đi chào mọi người đón xem những hành trình clip tiếp theo, có thể là không có trên đèo kéo, nhưng mà hành trình khác, cái chủ đề khác nó cũng còn nhiều chủ đề mà mình nghĩ còn nhiều chủ đề nên để cho mọi người xem cho vui. Lên vô đây nè. Xe của anh đây hả? Em chạy 2 chuyến rồi. À. Đây ông anh này chạy bên Nguyễn Linh anh. Rồi anh em giao lưu. Giao lưu rồi đó, có bia đây. Nói chung là mọi người. Làm lon anh. Hốt bây giờ đi qua ngoài bạn quán anh em mình chan lon. Không, ý có đây rồi, đi bất công. Bia đây rồi. Ngồi đây chơi. Mua đồ ăn. Hai á. Cái nhà lá vườn có. Đây hôm nay gặp anh em ở Bình Chánh rất là tình cảm. Đó. Tình thương mến thương. Anh em lấy tạm không bia. Không lấy. Anh em lấy làm buộc. Thôi, lấy gì anh cả. Đúng không? Anh làm vậy anh ngại lắm. Ngại. Cái này là theo tình anh em. Không, không có làm gì được. Không, anh không làm gì được. Người ta không cần tiền ở đây. Em đâu có, anh đâu có bán đâu anh mua. Em không bán cả. Không sai rồi. Đâu bán đâu. Không sai rồi. Thì em sai rồi, xin lỗi. Chị anh hồi anh. Không, không đánh giá. Em không lấy tiền anh, em không có bán anh. Em tặng anh. Không lấy. Không đánh giá. Anh em chị lấy cái số điện thoại. Đây là cái tình nghĩa tình cảm anh em. Đúng. Anh em giao lưu lấy số điện thoại. Nhưng mà ok anh, bắt tay cái. Xin lỗi. Đáng nữa anh với Liêm giao lưu lấy số điện thoại. Đúng. Đến với nhau tình cảm. Chứ không có ai. Đây là ông anh có gì tâm sự anh em. Thì hôm nay gặp Tuấn nói chung ra là cái gì. Cuộc sống này nó có. Đúng như trái đất xoay tròn đúng không anh? Cái sự tình không cờ. Không hữu duyên. Cái sự tình cờ, cái hữu duyên. Anh em mà anh là hay vô bãi này, anh đâu biết em chạy xe này đâu đúng. Không biết chạy xe của anh. Nhưng mà anh ở bãi này nè. Xe anh đang là quen của anh luôn. Anh ở bãi này nè. Nhưng mà bữa gài anh không biết em làm YouTuber. Không biết cuộc em. Anh chỉ là biết
anh nghĩ là cuộc sống này không có gì hết, nhưng mà anh nghĩ hôm nay anh biết em là cuộc sống em chia sẻ, YouTube em chia sẻ cái hành trình của tài xế, cái sự khó khăn của tài xế hay là chữ chỉ dẫn của tài xế. Yeah. Anh không biết, hôm nay anh biết đó là cái điều vui vẻ, điều vinh dự của anh. Có gì mốt chỉnh sửa là để anh nói. Không phải hôm nay gặp Tấn tình cờ, nhưng mà cái người là em ủng hộ nhất của fan của Tấn luôn á. Yeah. Không ngờ mà hôm nay là anh gặp, chỉ cho anh Liêm từ ly tí mình nó nằm mơ, mình nó nằm mơ cũng không gặp Tấn nữa, tại vì giờ mình không có chạy đường dài nữa. Yeah. Không có thể nào mình nằm mơ gặp Tấn nữa mà gặp bữa nay gặp Tấn là quá rồi. Có cái này á, là xin giới thiệu với hai anh em, cái này là giúp bô đa vô đam của nữ. Đây là anh Liêm, giờ anh Liêm có gì điều gì chia sẻ cứ nói thật lòng. Thì nói chung thì gặp được hai anh em mình rất là vui. Đây là không có chuyện tiền bạc ở đây. Đó, anh Liêm rất là dứt khoát nha. Anh mà móc tiền ra anh mời em về. Rồi hết. Thì em không có dùng tiền bạc. Chính xác. Em có mấy cái này nè. Một là em giới thiệu cho mấy anh coi. Cái này lắc cây dằn bừa giúp bô đam của nữ. Nhưng mà cái lửa nó không có tốt nha. Gió là nó tắt, còn cái này gió không tắt. Tại cái bùn đốt nó nhỏ. Bùn đốt nó nhỏ giống cái xe mình là cái trục bô lớn, trục bô khi lớn nhưng nó lớn hơn. Rồi bây giờ vậy là giờ anh tặng là phải tặng đều hai người chứ không lẽ tặng người. Tặng hai người hết. Nó phải rõ ràng. Cái này là có một cặp, em có một cặp cái lớn cái nhỏ như vậy, nhưng nó đều logo như vậy, em đã tặng một người rồi, giờ còn một cái. Vậy yeah, anh Liêm cho em xin cái trắng nha. Đó, rồi cái trắng. Em nhận anh Liêm cái rồi, trắng. Rồi, em nhận anh Liêm cái của này là của quý của Liêm, lúc nào cũng là nhớ Liêm. Rồi. Còn anh này phải có chứ. Này là... Nhưng mà anh muốn á, mà có cái bao này, anh chờ em 2 ngày. Khỏi bao. Có em mua bao ra luôn, em làm bao da nào mà. Anh thích màu thì anh nói luôn. Có một cái nữa. Rồi, cái này 203. Ừ, biết mà. Đó đúng là tặng anh luôn. Anh em. Này hết hộp. Đây là mà anh em nói một câu chân thành với hai anh nha. Không bao giờ em tặng lựa cho bất cứ một người nào. Em mất một cái hộp quần ga 2000, em phải đi kiếm cho được. Cái áo em dính nhớt à, em cua em gắn cái dây hơi dính nhớt, em phải xuống em giặt cái thánh nó khó. Đây là đúng. Anh em nói một câu. Em không bao giờ ai mua ai bán đâu, anh mua em cũng không bán. Chỉ tặng lò, không tặng ai tặng bếp à, không ai tặng lửa. Không bao giờ tặng lửa. Lửa là chính xác. Thằng này nó hút thuốc. Nhưng mà đây là cái quý nhất là anh em đã. Em lấy cái khác làm xài không? Tặng. Cái này là hôm nay vô tình hội ngộ kỳ duyên thì em gặp biết được hai anh rất là vui. Cảm ơn người. Nhưng mà anh em mình tình cảm là này chính. Là anh Phong này là anh. Đây là anh Phong ở Bình Chánh. Đây là đúng. Anh Nhân. Dạ. Nhân là Nhân Nghĩa Phi Toàn đó. Đó. Nhân của Bình Chánh luôn. Dạ. Cảm ơn hai người anh em. Bây giờ số điện thoại của bây giờ cái số điện thoại của em lưu nhiều quá thì em cũng quên. Em rồi, quên của lắm. Em là 0909832400. Để em lưu cái số của em anh lại. Rồi. Nên mình làm cái 0909832400. 832 400. 832400. Rồi anh là cái gì? Phong. Phong. Còn số nữa 0903832400. Một số này. Một số rồi. 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 Còn anh này. Anh Liêm tặng áo luôn ha. Tặng luôn. À. Tặng rồi đưa đàng hoàng cho tao quay. Mà anh dám lấy không? Sao lấy? Mẹ tao bận luôn chứ mày giỡn mày. Rồi tặng bận luôn đi. Nếu mà anh nói vậy anh bận luôn đi. Ok. Đúng rồi. Mình tặng nói đàng hoàng Liêm đúng rồi. Bây giờ mình gửi tặng ông bạn mình cái áo. Rồi. Không mà về đổi áo đi. Của ít lòng nhiều. Nhưng mà cuộc sống này là đổi áo đi. Có đi thì phải có lợi. Đúng rồi, đổi áo. Đổi. Bận vừa hôn vừa bếp mặt nhưng phải tặng. Đúng rồi. Có đi phải có lợi. Đổi áo đi. Ngắn á, hơi ngắn á. Nhưng mà phải có đi phải có lợi. Rồi tặng luôn á. Anh bạn Liêm mình tặng mình cái áo. Anh ông anh bạn mình phải đổi cái áo. Đây là những anh em tài xế đồng nghiệp á mọi người, rất là tình thương mến thương. Đó. Vô tình coi trên clip YouTube thôi nhưng mà bây giờ cũ xấu xí thôi anh biết. Quá mến thương luôn. Đó là tình nghĩa. Đó review lại anh. Rủi ma không? Mà đúng quỷ ma không à. Với người ta. Giờ hôm nay thật là đúng rõ ràng. Đúng rủi quỷ ma không à. Áo này cũng vừa với ta. Xem quỷ ma không à, nhưng mà người quỷ ma. Nhưng mà người anh không có quỷ được. Người không quỷ không ma được. Rồi anh giục áo tôi nha. Bỏ đây mặc ra lại. Anh giục áo tôi nha, anh bận vô đàng hoàng lại nha. Nhưng mà Liêm ơi, bỏ hết tất cả là tôi quỷ ma kệ nó. Anh đàng hoàng là được rồi. Ok. Thì hả, nghĩ gì kệ nó. Đúng rồi, ai nói gì nói kệ ta. Tôi không biết nhớ Tấn nha, anh có clip là rồi, đúng rồi. Đẹp không, quá hình quá.
xem hình anh Điên coi anh xăm cái gì. Điên ơi là anh không có xăm gì chứ anh xăm toàn là quỷ ma, không anh quỷ ma xăm. Nhưng mà người ảnh không có quỷ ma là được rồi. Ok mà. Đúng không anh? Hôm nay gặp anh Điên mà bình thường có quỷ ma hay không? Nói chuyện vui vẻ. Vui vẻ, hòa đồng. Nói chuyện hôm nay là anh em tôi đổi áo nha. Tình cảm á, tình cảm lắm á. Cái là tình cảm nha. Còn anh em xã hội nghĩ gì kệ anh em xã hội nha. Đó. Cái quỷ ma này kệ ảnh nha. Không phải, cái đó là nhưng đối với tôi là đéo quỷ ma vậy. Đó là cái chữ chân thật. Dạ. Đổi trao đổi nhau. Dạ dạ. Đối xã hội là cái mẹ xã hội. Nhưng mà đối với anh em tôi là chắc. Rất là chắc. Ok. Rất là chắc. Đúng không? Đúng rồi. Đổi áo là tao tình nghĩa chứ không phải là đổi tình nghĩa mà tao tình yêu thương. Ok anh. Okay. Cái nhưng anh mà em hỏi, tôi rất tôn trọng anh em xã hội nhưng mà anh em rất nghĩ thân. Anh em nè không phải cứng nói không á hôm nay mới biết cạn luôn cạn luôn này cứ đi cạn luôn anh em sạch sẽ được mà đặt ra luôn em đây gặp gặp cả chị hồi đó tướng nói anh em anh nghĩ là sạch sẽ lắm em nói em sạch mà anh không tin thiệt sạch sẽ em nói thiệt sạch cho nó kỹ em lâu rồi hết ràng mà ê tôi chưa coi cho anh em coi nữa nha nè anh em còn tặng tôi cái này nữa nha giúp bô nha bô Mỹ luôn á đúng hà anh em ơi nha anh em coi kỹ nha tặng mình cái nè anh em vì mà hơi bị chất á đùa đâu đi lắm 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 nè đây 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 số quá số điện thoại hồi xưa là số này bỏ rồi hồi xưa là quăng lên là thuận buồm số gió nè ông này hên ông này hên thuận buồm số gió nè nè hên một xem khác nè cái số điện thoại này hai số này bị hồi đó bị tai nạn nha hồi đó bị tai nạn á nặng quá em bỏ hai số điện thoại luôn giường nằm bên hôm nay là hôm nay là nói cho anh em biết là tôi may mắn mới anh được gặp người anh em anh em lấy số điện thoại Zalo kết bạn đi. Ok anh em là còn chắc chắn là phải lấy rồi. Ủa, anh và anh đọc là cái số quà hai anh em luôn hai người kết hết luôn. Tôi đọc số cho anh nháo qua tôi nha. 09 mấy tụi anh à? 0909 rồi. Này giống như 70. Anh em Lương Sơn Bạc vậy đó. Giống như trong phim 108 Vị Anh Hùng vậy anh. Anh không không nghĩ là gặp em bữa nay luôn á. Dạ. Nhưng mà em không mà anh em thấy giống như trong phim Anh Hùng Lương Sơn Bạc vậy đó. Y như vậy luôn. Tống Giang, Tống Giang. Y chang luôn. Anh thấy gì xa rồi, anh chở cuộc sống là gặp em đi từ xa vậy. Nói anh em cuộc sống này nó vô thường lắm nhưng mà gặp nhau là cái duyên anh em đến nhau là cái tình cái nhau 0975656503 0975656503 à 03 ok không biết mấy năm 656503 65 mai mốt mà có ai mà mua quần áo đồ ủng hộ anh anh kiếm tiền mua sữa anh Quang Liêm ok anh Liêm bắt đầu lính à biết đồ đá nữa anh tướng có quay nè đồ đá nữa đồ đá nữa quay cái anh thì bắn đồ lính rồi ở cái là đường á tính vô anh. Là anh chưa dọn nữa đó là ông anh thân với anh Liêm đó em á con ngon anh cũng coi ve đâu hả con anh coi nó cha trời ơi ông ve kìa cha có Liêm ve anh còn tướng á nó nói à đó mình đây hở gì đó vô được đó do anh á do anh á anh mới nói anh ơi vô lọt người tướng hỏi một câu là vô lọt không anh nói gì đó cái tướng nói không có được rồi có ra anh ơi đó con chứ là chỉ là đeo thế lọ mà vậy anh chưa quen mày mai mày cần cờ nó chưa quen à, rồi cứ mày có cờ không cứ không có ai mà hay mình chưa quen mình đeo không kịp ủa mà con anh cũng đam mê xe nè rồi mẹ nhà nó thì nó chơi game mà chơi xe đầu kéo mua xe Mỹ dây tiền ngân hàng á là chưa có tiền á ngân hàng cho dây ít ra mua xe có một giò hai giò chưa có mua ba giò đầu kéo á đầu kéo này nó cũng hay coi YouTube luôn coi giúp Tấn nha nè với anh Liêm nè nhưng mà mình nhìn nó mày á mình thấy là da chứ quớt rồi nhưng mà anh Liêm mới nhìn á anh Liêm nhìn là không có thấy sao đâu không thấy xe Mỹ nó khó hơn xe kia thấy người ta vậy là mình lú cái đầu cái dao xe Mỹ nó khó vậy hôm nay Tuấn rất là vui và gặp được những người anh em tốt như vậy
giống như là không tốt, không tốt xấu mình không biết, nhưng mà giống như là anh là hùng lương sơn bạc vậy đó. Anh em giống như là lương sơn bạc á, anh giao lưu khắp mọi nơi á, gọi là không phải là vợ không, chú quen sống hôm nay không biết trước ngày mai, đúng không anh? Em thì nhỏ thôi nhưng mà em hiểu chuyện lắm. Nhưng mà mình chú quen ngày này đâu có ai mà nói là ai hay đâu anh em. Dạ giống như em hồi xưa cũng vậy. Nếu mà gặp được những người không, anh Liêm đừng có buồn nha. Cái gì anh nói thiệt lòng thì mình cứ ghi nhận nha. Mà nó mình vợ không có gì hết. Anh Liêm đừng có buồn giận gì hết nha. Em nhận xét được. Đấm cho ổng một đấm rước mẹ cái em coi nhận xét được. Bồ gà lấy luôn. Giống như em mà đó thôi chứ đừng có nói ai à hay hết. Nhận xét được. Nè, bây giờ để em nói cho anh Liêm một câu này cho anh Liêm vui luôn nè. Em nói thiệt với anh, hồi xưa em đi ra Móng Cái gặp ông kia khó quá, em bắt xe đò về luôn. Lấy nửa lương đó. Vậy được coi ghê vậy hết. Bây giờ trước khi chuẩn bị anh Liêm sẽ qua một cái chỗ mới, thì giờ cái này điều anh băn khoăn nên em chỉ cho anh luôn nè. Cái này thì nó đơn giản, không có gì khó đó, nhưng mà anh vẫn chưa hiểu lắm đúng không? Thì bây giờ vậy đúng không? Bây giờ ý anh muốn gì nó hỏi gì em chỉ cho, anh hỏi đi. Bây giờ cắt cái mọt và ráp mọt, cắt cái mọt xong rồi là dễ rồi. Cắt mọt quay trước tiên là quay chân to nè. Rồi lên, quay thì hết cỡ luôn. Quay nó hết cỡ lên rồi bắt đầu giật cái này nè. Giật phải ra hết cỡ nha. Giật ra hết cỡ. Ok chưa? Rồi. Giật ra là một mình làm sao mà ai chạy tới đầu cho mình ta? Tự mình cắt với ai đâu mà chạy cho mình, tự một mình làm hết. Mình giật ra là nằm im. Giật ra là nằm im. Rồi, tháo hết dây hơi ra gọn gàng. Bỏ gọn gàng lên đây. Đúng chưa? Cái đó nhìn thấy là hiểu. Rồi. Nhưng mà có cái nhìn không thấy. Rồi, tháo hết dây hơi xong, đúng chưa? Ừ. Dây hơi mình biết ráp rồi. Giật cái này, giật chốt nè, giật cho hết cỡ luôn. Cái to xong tháo dây hơi giật hết cỡ ra luôn. Rồi chạy thẳng ra. Rồi chạy thẳng ra. Rồi đó là cắt á. Rồi cắt. Xong mình cắt à. Cắt xong rồi dê vô. Rồi dê vô. Dê canh cho nó ngay. Ngay canh cái cánh gà này nè. Cái cành công này nè. Rồi. Cành công này, cái cánh gà này là canh cho nó thẳng. Rồi. Hai bên mà nó thẳng là vô là đều vô rồi. Rồi vô. Vô nè. Dê mạnh thiệt mạnh vô. Nó cứ búp. Cái mình xuống mình coi nè. Nó sát y như vậy là được nè. Đó. Cái cây nè. Cây này đóng vô nè. Đó vậy là được đó. Đóng vô vậy. Rồi cây mà nó không. Để cây mà nó không đóng là không được. Lần ra là rớt một. Tôi cũng bị rớt mấy lần rồi. Xém rớt là mấy lần rồi. Cứ coi cái cành phần tôn cu không? Không cần, coi cái dây cái chốt này dính vô là được rồi. Đó, cái chốt đó nó đẩy sát vô là ok. Hiểu không? Phần con cu rồi nó nằm ngang ra. Vậy là ok rồi. Đó, nhớ chưa? Còn mà mình gắn lộn tay á, gắn cái lộn cái tay hơi á, mà nó không xả được một á là nó sẽ không chạy được. Là cái bó, bánh nó bó rồi không? Mình phải đổi dây. Nhớ vậy là được. Khi nào mình lên mình gắn xong xuôi á, mình xả lúc cây mọt mà nghe cái xà là được. Rồi, ok. Đó, vậy thôi, có gì đâu khó. Rồi, ok. Rồi thôi, video cũng khá là dài rồi. Thôi Tuấn xin mến chào đại gia đình. Hẹn gặp lại mọi người vào một video mới nhất. Mời mọi người hãy đón xem vào những video mới nhất nha. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy bấm một like và một đăng ký miễn phí để ủng hộ Tuấn có tinh thần làm thêm những video mới nhất. Xin chào cả nhà.